nếu mà muốn đánh con này thì anh em cần phải có cái file âm thanh. Cái file âm thanh thì bên Thuận Chiên cung cấp cái tiếng kêu anh em. Tiếng kêu thì anh em đã biết rồi. Đó. Bỏ vô loa điều khiển anh em. Đây, đây là file của nó anh em. Anh em có tiếng thì mở lên nó nghe kêu nó ra. Thuận xin chèn cái bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Anh em nào cần thì liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn cũng như chia sẻ cách làm. Thì như lúc nãy á, anh em thấy cái tấm hình để trên kia không? Còn thấy hai cái lùm cây không? Thường thường thì loại này thì thường thường nó ở trong mấy cái khe núi, vách đá. Thì đó, cái chỗ đó đó, cái hình đó là để lát nữa Thuận ví dụ cho anh em, đó là mình để lưới nha anh em. Tại mình có file rồi nên mình không có bắn nó, bắn nó bán không có giá trị. Thì lưới á, thì Thuận không có đem theo. Thuận ví dụ với anh em luôn. Ví dụ như đây là cái lưới nha anh em. Lưới là anh em lấy lưới dầu gà. Nó cao khoảng chừng cao 2 mét anh em, dài từ 30 đến 50 mét. Thì anh em giăng á, giăng cho nó dùng xuống. Dùng xuống là gấp lại vậy nè anh em, là cao còn 1 mét. Dài ra là khoảng 15 mét nha anh em, 15 đến 20 mét là nó dùng lại. Thì anh em để hình chữ V vậy. Thấy không? Là anh em để giống như hồi nãy vậy nè. Đây là lưới nha anh em. Và anh em đặt cái lon ở đây. Thấy không? Anh em đi ra. Thì khi đi ra rồi anh em mở tiếng lên. Đó. Thì nó bò ra anh em. Khi nó bò vô cái hình chữ V. Chữ V là giống như vậy. Chữ V là vậy anh. Khi giống như là nó bò vô đúng không anh em? Là anh em đi đằng sau lên anh em lùa nó vô anh em bắt. Rồi, nói chung là Thuận chỉ hướng dẫn sơ lược vậy cho anh em thôi. Còn nếu anh em nào biết chi tiết hơn thì liên hệ số điện thoại này của Thuận nè. Thì Thuận là chuyên gia làm file của con này, với lại nhận làm các loại tiếng như trồng hương, trồng mớp, trồng đèn, mèo rừng, sóc, chim sẻ và các loại tiếng chim đánh di cư. Thì sắp tới là Thuận sẽ có những clip hướng dẫn chi tiết hơn. Tại bây giờ là chưa có đủ nhân lực và những người giúp đỡ. Anh em like và đăng ký kênh, bình luận ở phía dưới cần cái gì, tiếng con gì và làm như thế nào thì anh em cứ bình luận để Thuận phát huy thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em bấm vô kênh Sẵn 7 để coi thêm nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em. Chào anh em, chúc anh em có những ngày tháng vui vẻ và đi săn bắt đặc biệt.